Chào các bác ấy. Em vừa hoàn thành xong khối in 75AH hệ 4S cho một bác khách. Tôi yêu cầu của bác khách ấy. Bác yêu cầu làm vào bình chống nước luôn, có khóa sách ấy. Cái bình này nó không có công tắc mà cũng không có đồng hồ, em phải làm, em phải chế này công tắc cảm ứng luôn, chống nước luôn nhé. Xong ruột khối này nó có gồm 20 cell pin này nhé, một mạch bảo vệ 115A nhé, mạch cân bằng chủ động 5.5A. Đây là em quay cho các bác xong rồi, em sẽ cho vào đây. Xong cái này có dòng chống nước kín bưng hết rồi nhé. Vừa vặn luôn hộp này luôn nhé. Có nhu cầu cần bình gì liên hệ em nhé, em có rất nhiều bình.